Hello anh em, lại là mình đây anh em. Mai cát không bầu nha anh em. Cây dáng thú anh em à. Cây có bộ rễ rất là đẹp nha anh em. Cây này trồng sau này đôn lên chơi đẹp lắm anh em à. Anh em xem. Bộ rễ rất là đẹp. Đẹp mà nhiều lắm. Cây dễ cắm bao phê luôn nha. Cây đặc vẹo không bị bọng nha anh em. Cây bị lũa nha anh em. Cây nó lũa mấy cái lành lâu lắm rồi. Cỡ mấy trăm năm rồi nha anh em. Đóng da hết lũ thép rồi nha anh em. Anh em nào thích săn hàng quái thì liên hệ cho em nha. Cây này có chiều ngang thì cỡ tầm 60 nha anh em, chiều dài cây này 90. Cây này cao từ mặt rễ lên 45 nha anh em. Cây rất là vip anh em à, vip mềm vip luôn. Cây này nó có sóng lưng của nó là bạnh lên nha anh em. Nó lượn lên. Nó không tròn nha anh em, nó mớp da mớp vô nha. Cây rất đẹp nha anh em. Đây nó xuống chân của nó đây anh em. Đây là cái đuôi nha anh em. Đây là cái đuôi của nó nè. Xử lý cái rễ này anh em à, nó sẽ lồi ra cái đuôi rất là đẹp nha anh em. Xử lý rễ đó lồi ra cái đuôi rất là đẹp anh em à. Đây dàn rễ cám của em nó đây. Mặt bên này vắt rất là đẹp nha anh em. Có chân đứng đầy đủ nha. Chồng sống hết phá dàn rễ cám này bỏ nè anh em. Là cây nó lòi ra bộ chân rất là đẹp. Đây anh em, mặt cắt của cây nè. Cây mặt cắt là chì mịn hết luôn nha anh em. Chì râm hết luôn. Rất là nhanh ra cây anh em. Ok anh em nha. Anh em nào thích thì inbox cho mình hoặc gọi điện cho mình nha. Ok anh em đã xem video của mình nha. Cảm ơn anh em.